Vậy lý thuyết của bài học ngày hôm nay chúng ta cần nắm cái gì? Các em chú ý này, quy tắc cộng đại số. Vậy quy tắc cộng đại số là gì? Chú ý đây cho thầy. Mục đích của quy tắc cộng đại số là dùng để biến đổi hệ phương trình thành một hệ phương trình tương đương. Thì các em chú ý thầy nhé. Vậy bản chất của quy tắc cộng đại số và quy tắc thế là như nhau. Tức là dùng để biến đổi một hệ phương trình thành một hệ phương trình tương đương. Ok như nào các em? Đó. Vậy chúng ta cần mấy bước? Bước 1, cộng hay trừ hai vế phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới. Các em cứ tập trung lên thầy. Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được phương trình mới. Bước 1. Bước 2, dùng phương trình mới thay thế một trong hai phương trình cũ và giữ nguyên một trong hai phương trình ban đầu. Tức là chúng ta dùng phương trình mới thay một trong hai phương trình cũ, còn chúng ta giữ lại một phương trình ban đầu. Đây các em chú ý lên thầy nhá. Nào, ví dụ thầy cho một cái hệ như sau. Hệ của thầy là 2x cộng y thì bằng 3. Nhưng lại 2x cộng 5y thì bằng 7.